xin kính chào các bạn. Lại là mình ha. Thì mình cũng về quê được gần tuần nay rồi. Thì trước khi mình về mình cũng có mua một sản phẩm mà mình trải nghiệm, chẳng có gì đâu xa lạ, chỉ là một chiếc tai nghe thôi. Nhưng mà cái tai nghe này á, mình thì cũng gọi là không phải là khó dễ, nhưng mà hơi kén ở cái phần gọi là chọn sản phẩm. Làm sao đó có hai tiêu chí: một, giá thành hợp lý; thứ hai là chất lượng sản phẩm là phải đạt tiêu chuẩn là tốt so với tầm giá, tốt so với tầm giá nha. Thì mình cũng có được một anh giới thiệu cho cái sản phẩm này. Thật sự là mình cũng hơi ngạc nhiên và cũng hoang mang xem coi là có đúng với lại cái chất lượng mà nó đã đề xuất ra với cái giá nó hay không. Thì cái hình hộp em tai nghe của nó mình sẽ cho các bạn xem. Đây chính là em nó, các bạn nhìn kỹ nha. Đây là một chiếc hộp của em tai nghe ở đây. Thì em tai nghe này á mang tên thương hiệu của Behringer. Ai mà làm nghề âm thanh hoặc là những cái gì đó mang gọi là nổi trội về cái giới nhạc âm thanh nổi tiếng hay gì đó thì các bạn sẽ biết tới thương hiệu này. Và mình cũng là một người biết tới thương hiệu này cũng từ nhà anh đó luôn à, chứ không có phải mình ngẫu nhiên mình tìm hiểu đâu, mà biết cũng từ nhà anh đó. Thì đây là một con tai nghe kiểm âm studio Behringer, model là SD251CL. Thì như cái hình mà các bạn đang xem á, thì tai nghe này là thuộc dạng nhét tai, nhưng cái kiểu dáng các bạn nhìn kỹ không, nó không giống như bình thường, nó hơi khác xíu ở chỗ là cái dạng housing của nó và cái thiết kế của nó là các bạn thấy nè, họ sẽ đeo ngược như vậy, chứ họ không có đeo xuôi như các bạn thấy, họ đeo ngược lên. À, các bạn dễ hình dung nhất đó là những người mà hát trên sân khấu á, hoặc những người mà người ta đàn là quấn trống á, họ hay đeo những cái tai nghe như vậy. Theo như mình được tìm hiểu thông tin á, là những người mà đi trước á, họ chỉ á, là những cái dạng tai nghe như vậy nè thường nó rất là kín, thường nó rất là kín nha, cái housing nó đeo vô rất là kín. Cái chụp tai thì mình không nói, tại vì cái chụp tai có một số giống như mình đang xài cái AKG K240 Studio á, thì nó là dạng open pack, nghĩa là dạng mở, tức có nghĩa là khi mình đeo vô mình vẫn nghe được cái âm thanh bên ngoài rất là to. À, nghe được âm thanh của tai nghe nhưng vẫn nghe được cái tạp âm ở bên ngoài giống như môi trường xung quanh á. Thì dạng tai nghe này nó còn kín hơn cái tai nghe mà mình đang đeo nữa. Ở đây nó kín á, không có nghĩa là mình không nghe được bất cứ thứ gì bên ngoài, nghĩa là mình vẫn nghe được một chút xíu gì đó nhỏ thôi. Nhưng ở đây nó muốn nói kín là sao? Khi các bạn bật âm thanh lên, bật nhạc lên để các bạn chơi á, là coi như là cô lập bên trong luôn, không nghe thứ gì ở bên ngoài nữa. Đó là khi các bạn bật nhạc nha, còn không bật nhạc vẫn có thể nghe nhưng nó không có nhiều. Thì đây, em tai nghe nó đây thể hiện được cái điều đó. Nhưng với cái mức giá mà các bạn không hề ngờ tới, 760.000 đồng. Mình xin nhắc lại là 760.000 đồng cho một em Behringer SD251CL. Và cái model này á, nó có một phiên bản nữa là SD251CK mà ông Minh mình đang xài á, ông Minh mình giới thiệu á, là nó cái housing này nè, bạn thấy không, hình nó là màu trắng, nhưng mà cái loại CK thì nó lại màu đen, nhưng màu đen không có là màu đen đặc đâu, mà là kiểu như mình vẫn nhìn được bên trong cái driver bên trong đó, nhìn nó thoát y á, kiểu vậy. Thì cái thằng màu trắng này cũng như thế, trong suốt hoàn toàn, chỉ có để cái phần logo Behringer và cái model là SD251CL và bên kia nó sẽ là SD251CK đó. Không để các bạn chờ lâu ha, mình sẽ trên tay con này, mình cũng xài được gần một tuần, mình thấy khá là ưng. Còn nếu mà về cái độ bền về lâu về dài á, mình sẽ có một video so cho các bạn đó. Mình có xé hộp đồ nên là mình chỉ mở cho các bạn xem lại ha, hộp là để ở bên. Mình đã nói là cách đóng gói của cái hộp cái tai nghe này rất là dày dặn, không có như tai nghe bình thường, tại vì nó là dạng tai nghe phòng thu các bạn. Cách đóng gói và cách thể hiện của nó khác hoàn toàn lắm. Đây, bên trong của nó là các bạn kiếm được cái tai nghe phòng thu mà cái kiểu như vậy không, mút chống sốc xung quanh này. Rồi cái hộp đựng của nó này, đây là hộp đựng của nó. Trong hộp đựng của nó là nhân vật chính của chúng ta, mình sẽ để qua bên.
Và bây giờ là mình sẽ kiểm tra là bên trong hộp nó còn gì không nha. Đó, tháo mút chống sốc ra các bạn. Khá là ưng. À, bên trong chúng ta vẫn còn một cái hộp. Để coi coi bên trong là gì. Tại vì mình cũng mới lấy tai nghe ra mình nghe chứ mình cũng chưa khám phá bên trong là gì. Rồi, hết ha. Một cái hộp. Đó. Có tiếng kêu trong rồi đó. Coi coi là gì. Có hai thứ. Cái đầu tiên là một cái bịch mút. À, vậy là trong hộp kia mình mở ra là có bịch mút rồi. Và cái này có bịch mút nữa. Tại vì do là mình chưa có khui bên trong ở dưới đáy nha, mình chỉ mới khui có hộp thôi. Thì cái dạng mút này ta gọi là mút bọt biển. Ở bên phương Tây người ta gọi là mút bọt biển. Tại sao không? Nó xốp và nó mềm lắm. Bên Á mình á, thì bên châu Á mình ít ai xài cái này. Ít nha, ít ai xài. Nó có ba dạng luôn. Lỗ tai của ai mà nhỏ thì đeo cái nhỏ, vừa đeo cái vừa to, đeo cái to ha. À, cái này là cái sách hướng dẫn sử dụng cho mình, cũng không có gì nhiều. Ở trong đây nó ghi cho mình cái thông số kỹ thuật, cách đeo và cái lưu ý trước khi đeo. Đại loại là sách hướng dẫn đó. Cái này các bạn xem sơ được rồi. Và đây, nhân vật chính của chúng ta xuất hiện ngay bây giờ. Mình để cái hộp qua bên. À. Đây. Trong cái hộp nó tặng cho bạn thêm một cái móc cả như thế này. Để các bạn khi nào cần mà kiểu như gọi là hết chỗ để đồ thì mình móc vô cái quần cũng hay lắm, cái lưng quần đó. Các bạn nghe cái tiếng hộp đó. Chắc chắn vô cùng. Không có nghe cái chi tiết nào gọi là nó tệ cả. Nó gần như là gần như bơ phạch luôn. Ta-da. Đây là em tai nghe nó đây. Đấy. Rồi. Để tai nghe qua bên ha, kiểm tra bên trong các bạn. Hay không? Thấy có đồ đó, đồ ngon rồi đó. Ở bên trong cái hộp này nó sẽ có một lớp lưới bạn, lớp lưới co giãn để đựng những cái phụ kiện của tai nghe. Khá ok. À. Cái logo Behringer các bạn nhìn kỹ nè. Họ in chìm nha. In chìm luôn tại vì bên trong nó có cái dấu dấu in đó. Xuống luôn, in rất là sắc sảo. À, đây cũng là mút tai nghe nhưng mà cái dạng mút này là mút cao su. Cái mút này thì chắc các bạn thường xài nhiều, nhất là những cái bạn xài nhất tai xài rất là nhiều ha. Ở kế bên nó cái cây một đây các bạn nhìn thấy nha, đây là cây vệ sinh tai nghe. À, còn đây là cái dắt để cắm vô cái mixer hoặc là cái sau cạc của bạn nào mà xài bằng thu á. Thì đầu vô chúng ta sẽ là đầu 3.5 là cái tai nghe của mình là đây là. Và đầu ra sẽ là đầu 6.5 cắm vô mixer hoặc sau cạc ha. Đó, một bộ hộp của nó như đó các bạn thấy là hơi nhiều rồi đấy, không có tai nghe nào tặng cái đó đâu. Và đây nhân vật chính chúng ta vẫn là em nó SD251CL. Mình mua tại công ty Hoàng Bảo Khoa Pro Sound. Cái công ty mà bán sản phẩm này mình sẽ để cái phần link trang web dưới cái phần mô tả của mình để mà các bạn có thể tiện theo dõi thêm ha. Đó. À, theo như mình được biết đó thì dạng tai nghe mà SD251 này vẫn còn một cái loại nữa là BT là bờ tờ đó, Bluetooth đó. Thì cái loại này nó giá thành nó cao hơn khoảng triệu mấy triệu rưỡi gì đó, nói chung là cao một chút. Thì cái SD251CL với CK là giá nó gần như nha, có những cái nơi nó bán đó, hơi chênh một chút xíu thôi, vài trăm nghìn. Nhưng mà với mình đánh giá thì cái con này 760.000 là quá ok rồi. Như bạn nhìn thấy nè, cái dây của nó hoàn toàn trong suốt. À, nhìn được bên trong luôn. Rồi, cái đặc biệt của nó các bạn nè, cái phần dây cáp với lại cái hông sinh nối với nhau, các bạn nhìn kỹ nha. Nó là mạ bằng vàng, nhưng mà nó là dạng khớp xoay các bạn. Nó xoay, đúng không? Rồi, thì với cái dạng này á, là mình khuyên các bạn là không nên tháo vô tháo ra nhiều. Tại vì cái này là phần kỹ thuật đặc biệt, khi nào bị hư mà họ ta sửa á, thì người ta mới có thể làm được cái chuyện đó. Tại vì có cách để mà họ làm các bạn. Còn mình tháo ra tháo vô nhiều á, nó không hay, làm giảm điểm tiếp xúc giữa cái dây cáp và cái hậu sinh, không hay ha. Rồi, nút cao su này mình cũng mới vừa thử cái lỗ tai mình á, mình nhét nó vô thì cái dạng chung đeo nó vừa hơn. Còn cái loại nhỏ các bạn đeo nó hơi tụt. Đây thì mình sẽ đeo cho các bạn thử cái dạng nó là như thế nào.
cái tai nghe này á, cái dây cáp này á, nó không thiết kế khá là hay, đó là khi mình gỡ ra nó cũng không quá rối, không quá rối nha, chứ mình không dám chắc chắn rằng những tai nghe mà nó gỡ rối tốt, chỉ có những loại mà dây dù thôi, cái dây dù như mà cái AKG mà các bạn mua tại Samsung á, thì con này có thể gọi là chống rối khá tốt, nhưng mà con này thì gọi là nó khá là rối khi mà kiểu như mình quấn chặt thôi, còn ngoài ra vẫn khá ok. Tại vì mình đeo cũng mới tập á, cũng khá là quen rồi. Đây nè, cái vần mà cong cong á, các bạn sẽ để trên này à, là dạng của nó sẽ là như vậy nè. Và bên tay trái nó cũng như vậy à, bịt kín luôn. Nhưng mà mình vẫn nghe được, ở đây mình đã bật cái quạt, vẫn nghe được tiếng quạt, nhưng mà nó không có to. Nhưng mà có một cái điều là khi mình lên nhạc á, chỉ cần tầm 50% thôi, coi như là hết nghe được gì ngoài luôn. Ai muốn chửi, ai muốn nói gì kệ, coi như là don't care à. Đây, dạng nó như vậy đây à, tuyệt vời. Một là các bạn đeo đằng trước, còn hai là các bạn có thể chườm ra đằng sau cũng được. Giống như mấy người mà ta hay đánh nhạc hoặc là người ta hát á, đa số là cái dây họ sẽ đeo đằng sau chứ không phải đeo đằng trước, tại vì nó sẽ gây ra tình trạng gọi là hơi vướng xíu à. Đa số họ đeo đằng sau nhiều, nhưng mà với mình thì mình xài làm được sau trước gì cũng được hết á. Rồi, sơ sơ trên tay cho mọi người để xem, đó là con tai nghe Behringer SD251CL như thế. Còn về phần trải nghiệm, như hồi đầu video mình nói về phần trải nghiệm á, mình sẽ có một chiếc video sau cho các bạn ha. Nếu mà các bạn xem video này thấy hữu ích, hãy cho mình một like, một share. Và bạn nào lần đầu tiên mà xem kênh của mình á, thì hãy nhấn nút subscribe, bấm nút chuông đăng ký kênh YouTube của mình, đó là Hậu Lương Pianist nha. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật an lành.